Chào mừng các bạn đến với kênh Vi Diệu Channel. Bạn đã từng nghe về việc đông lạnh người chờ hồi sinh. Có thể thế giới lúc đó sẽ trở nên văn minh rực rỡ để hồi sinh những hy vọng tưởng chừng điên rồ như thế. Tôi không biết chắc chắn rằng người hóa đá sẽ mất bao lâu mới có thể hồi sinh. Nhưng voi ma mút từ kỳ băng hà thì sắp hồi sinh chỉ trong vòng vài năm tới. Hãy thử tưởng tượng rằng có một đàn voi ma mút, nó to chà bá như một căn nhà hai tầng. Ngà voi to đùng như chiếc xe cần cầu, chạy bằng xương, bằng thịt, bước đi uỳnh uỵch, cả trời đất rung chuyển. Nó điên cuồng chạy đi tìm thức ăn ngay giữa trung tâm thành phố. Mọi người hoảng loạn, rồi chẳng may nó vô tình chạm mặt bạn. Bạn sẽ làm gì tiếp theo để được sống sót? Hiện tượng ấm lên toàn cầu khiến băng vĩnh cửu ở phía đông nước Nga tan. Giới khoa học phát hiện xác voi ma mút trong băng vĩnh cửu đem lại những chuỗi ADN quý giá. Đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu kế hoạch hồi sinh voi ma mút. Ở tuổi 90, ông Akira Itina. Nhóm nghiên cứu đã cấy thành công cấu trúc mô cơ của voi ma mút vào phôi thai vật chủ mới, mở ra hy vọng hồi sinh loài vật tuyệt chủng từ 4.000 năm trước. Trên thực tế có rất nhiều con vật đã được nhân bản vô tính như cừu Doni, các con thú cưng, chó mèo, v.v. Và dĩ nhiên, chi phí không phải là rẻ. Để sử dụng kỹ thuật di truyền, các nhà nghiên cứu còn tham vọng hồi sinh những loài sinh vật đã tuyệt chủng để giúp hệ sinh thái chống lại biến đổi khí hậu và sự mất đa dạng sinh học. Nếu bạn được các nhà khoa học chọn lọc thí nghiệm một cách ngẫu nhiên thì bạn sẽ thí nghiệm giống loài nào của mình? Theo báo cáo năm 2019 của Liên Hợp Quốc, cảnh báo hơn 1 triệu loài động vật, thực vật và nấm sắp tuyệt chủng, nhiều loài trong số đó sẽ biến mất trong vài thập kỷ tới. Càng nhiều loài tuyệt chủng, hệ sinh thái xung quanh chúng ta sẽ càng nhanh sụp đổ, báo động đỏ đến sức khỏe loài người, cuộc sống của con người hiện nay. Như bạn biết đấy, mỗi giống loài đều giúp cho hệ sinh thái, nước, đất khoáng, không khí trở nên cân bằng, từ đó mới có thể sinh sôi và phát triển. Thiếu hụt quá nhiều gây mất cân bằng tự nhiên, trái đất sẽ nổ tung và ngày tận thế sẽ đến. Tuy là vậy nhưng cũng có những ý kiến trái chiều về vấn đề khoa học, đạo đức, lợi nhuận, cũng như mục đích thật sự về việc nhân bản vô tính, hồi sinh chủng loài. Đặc điểm nhận dạng, loài voi ma mút. Voi ma mút từng thống trị châu Á, châu Phi, châu Âu, Bắc Mỹ trong kỳ băng hà. Khoảng 4.500 năm trước, chúng không thể tồn tại. Một phần do môi trường thay đổi quá nhanh, nhưng chủ yếu là do sự săn đuổi của con người vào khoảng 4,8 triệu năm trước đến 4.500 năm trước. Có đặc điểm lông dài xấp xỉ 50cm, rậm hơn so với loài voi hiện tại, ngà dài, cong và dài khoảng 4m. Ngà của chúng còn được sử dụng trong những cuộc chiến, quyết chiến với những cá thể khác loài. Ngoài ra, ngà voi cũng là một thứ giúp con đực thu hút bạn tình và dọa dẫm kẻ thù của mình. Chân voi ma mút chỉ có 4 ngón, loài voi hiện nay thì có 5 ngón. Da dày, chân sau ngắn nên trọng tâm toàn thân nghiêng về phía sau và nhô cao. Voi ma mút thì có răng lớn, dài, sắc cạnh. Có răng dài đến hơn 5cm, thích hợp cho việc nghiền nát cỏ. Một cá thể voi trưởng thành thì nặng khoảng 6 tấn, sẽ cần khoảng 180kg mỗi ngày. Chúng có thể dành 20 giờ mỗi ngày để đi gặm cỏ. Thức ăn của loài này chủ yếu là cỏ. Ngoài ra, voi còn ăn các loại thực vật và loài hoa khác. Nhân bản vô tính từ tế bào DNA của loài voi ma mút vào tử cung loài voi hiện đại, chờ ngày sinh sản. Ra giống voi ma mút vì chúng có quan hệ họ hàng gần nhất. Hiểu thì đơn giản là thế, nhưng đòi hỏi rất nhiều kỹ thuật, tìm tòi ngày đêm, nghiên cứu của các nhà khoa học. Chúng mình vừa tìm hiểu về loài voi ma mút và kế hoạch hồi sinh voi ma mút, hy vọng đã mang đến cho bạn những hiểu biết thêm. Biết đâu trong tương lai, loài người lại có thêm anh bạn thú cưng, là loài voi ma mút siêu to, siêu khổng lồ ấy chứ. Ai mà biết được, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, phải không? Để lại ý kiến và phản hồi dưới đây, chúng mình rất muốn biết đấy. Đừng quên ấn thích, chia sẻ và đăng ký để xem thêm. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.